Rồi cái này cô check lại cái chỗ này nè, mình đã làm được DB helper là ok rồi nè, chức năng check login là ok rồi nè, đúng không? Cái này mình làm rồi nhé. Rồi bây giờ mình các bạn, cô muốn giới thiệu các bạn một cái phương pháp để quan test nữa nhé. Đó là giả sử như cô có một cái chức năng rồi, cô làm một chức năng rồi, rồi chức năng này là cô để, chức năng này là cô check login ha. Thì bây giờ cô làm sao biết được cái chức năng này mình làm đúng hay sai khi mình chưa có giao diện ha? Thì cô sẽ cho các bạn test, kiểm thử, gọi là test. Cô sẽ test các trường hợp. Ví dụ như trường hợp thứ nhất là trường hợp cô nhập đúng. Thì cô viết ra cái hàm để cô check cái trường hợp mà account này nó tồn tại trong database. Thì nếu như nó mà ra được cái chữ đăng nhập thành công, chứng tỏ là cái này của mình đang ok. Trường hợp thứ hai, cái case thứ hai, đó là username đúng nhưng pass bị sai. Nếu như nó rơi vào đây thì nó có nghĩa là cái hàm của mình đang đúng. Và trường hợp thứ ba tức là cô check là username đúng, username sai, còn password thì đúng hay sai tôi không quan tâm. Thì nó sẽ cũng báo lỗi, thì chứng tỏ trường hợp là có ít nhất là có ba cái case này của mình. Thì là các bạn test chức năng nha, đây là tôi test cái hàm thôi. Thì nếu như các bạn test cả ba trường hợp này mà nó đúng, nó chạy ra đúng như ý mình thì có nghĩa là cái hàm của mình viết đang đúng. Có nghĩa là khi các bạn kiểm tra các bạn phải vet hết tất cả trường hợp đúng, trường hợp không đúng, đúng không ạ? Đó, dữ liệu nhập vào nhé, đúng hoặc không đúng, ok không ạ? Đấy, nhiều bạn bị nhầm tưởng là mình test là test trường hợp sai, không phải. Test là nhiệm vụ của nó là để tìm lỗi sai, tìm cái bị sai, chứ không phải là để mình test cái trường hợp sai không thôi nhé. Để tìm cái tình huống mà mình bị sai mà chưa chắc đã bị sai. À, mình kiểm thử mà kiểm mà thì ok thì mình đúng hết nhá. Rồi vậy là mình được một cái chức năng đầu tiên, đó là chức năng check login. Bây giờ chức năng thứ hai của mình check login thì cái câu lệnh truy vấn bữa trước cô share cho các bạn là mình có hai cái cách truy vấn nhé các bạn. Thứ nhất đó là mình nối chuỗi, nó ra được, các bạn có thể lock ra cái chuỗi này, các bạn có thể thấy ngay được nhá. Cái này cũng hay lắm, các bạn search xem là cái câu lệnh của mình đúng hay chưa, các bạn có thể lock ra chuỗi này. Đấy, cái trường hợp thứ hai là các bạn truyền bằng argument. Đấy, argument. Có bạn hỏi cô là cái dấu chấm hỏi là cái gì? Cái dấu chấm hỏi này là một cái đặt chỗ, mình gọi như kiểu cái trình đặt chỗ. Đặt chỗ để nó hiển thì chỗ này nó sẽ điền cái argument này vào đây, đúng không ạ? Rồi, vậy là mình được cái hàm thứ nhất là hàm check login. Cái hàm thứ hai của mình sẽ là hàm check trùng account. Trong hàm check trùng account này thì mình dùng cái hàm này dùng ở đâu? Dùng cho cái phần dùng để đăng ký. Tức là lúc mình đăng ký thì mình kiểm tra xem account của mình đã tồn tại chưa. Tại vì account của cái user có thể là username hoặc là email. Email này mà có trong database rồi các bạn cũng không được đăng ký. Hoặc là account này có trong database rồi cũng không được đăng ký. Thì các bạn phải check trùng. Check trùng thì cái logic đơn giản lắm. Các bạn lấy được cái gì ạ? Bước 1 là các bạn là lấy cái username hoặc là cái email từ form. Sau đó các bạn gọi cái hàm thôi khỏi gọi hàm đi, đúng không ạ? Đấy, xong rồi các bạn mới kiểm tra. Hai bước 2 là các bạn gì đấy ạ? Các bạn select truy vấn từ bảng user, người dùng, đúng không? Nếu username hoặc là email này có rồi thì mình báo là thông báo lỗi là trùng. Còn ngược lại thì báo là, tức là ok, không trùng, đúng không? Không trùng. Vậy thì để viết hàm này
Các bạn lưu ý nhé, để viết cái hàm này, để trùng hay không trùng thì nó báo là gì đấy ạ? Nó trả về true hoặc false. True là trùng, false là không, không trùng. Hoặc là các bạn đặt sao tùy mình ha. Đấy. Ví dụ như là các bạn viết một cái public cái hàm kiểu trả về sẽ là boolean đúng không? Kiểu trả về chắc chắn phải là boolean. Đúng không? Kiểu trả về là boolean yes or no, trùng hay không trùng. Rồi is a duplicate đúng không? Duplicate account. Đấy. Đối theo các bạn thì có đối số chuyển vào không ạ? Theo các bạn đối số chuyển vào nên là cái gì ạ? À, đúng rồi. Tại sao đối số là username? Các bạn để ý nào. Username lấy từ form, tức là các bạn phải cần cái username. Đúng không ạ? Đây. Mà cái đầu vào là username thì cái đầu vào thường sẽ để vào đâu ạ? Để vào đối số. Còn đầu ra của mình là yes or no thì nó để ở return. Ok chưa ạ? Còn khúc giữa của mình sẽ là phần xử lý. Đúng không? Đấy, vậy là đầu vào của mình sẽ là string username. Đúng không? Ok chưa? Rồi, vậy thì nhìn vào đây các bạn là biết được mình viết cái hàm như thế nào rồi. Ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ gõ vào cái hàm tiếp theo đúng nha. Cái hàm tiếp theo các bạn sẽ là gì đấy ạ? Đây. Check trùng account ha. Rồi. Public boolean is a duplicate account. Đối số truyền vào sẽ string là username. Được chưa? Rồi. Cái này các bạn có cái DB rồi. Có, tức là các bạn đã tạo được helper, đã tạo được DB rồi. Nhớ là làm xong cái này nhớ đóng cái DB lại cho cô nha. Cái trên quên đóng là db.close. Rồi. Bây giờ mình lại mở DB ra. Check trùng thì cũng dùng câu lệnh truy vấn đúng không ạ? Cho nên cũng phải mở db.db bằng helper mở nó ra là readable database. Đúng không ạ? Mình cũng tạo con trỏ như anh này thôi các bạn, cơ sở giống anh này thôi. Đây. Vậy là cô sẽ select y chóc như anh này, chỉ khác cái điều kiện where cái username bằng cái các bạn nhập vào thôi. Hiểu không ạ? Vậy là các bạn cũng tạo string SQL đúng rồi, bằng đúng rồi, select sao from người dùng where tên đăng nhập. Thực ra là đáng lẽ là cô copy cho nó nhanh. Đúng không? Copy xuống sửa thôi. Nhưng mà tại vì mình gõ được 10 ngón mà mình gõ cho nó feel. Rồi, cơ sở. Rồi. Cơ sở bằng db.raw query đưa cái SQL vào phẩy new string. Đối số truyền vào của anh này nó là mảng ha, mảng chuỗi. Đấy. Mảng chuỗi cho nên các bạn phải tạo một cái mảng. Các bạn có thể tạo mảng này ở ngoài. Nhưng mà câu lệnh này là tạo mảng ở ngay ở trong này luôn, trực tiếp vào đây luôn, new một cái mảng. Mảng này mặc dù một phân tử vẫn là phải new string. Hiểu không ạ? Đấy. Các bạn để username là trật, username là một biến đơn. Hiểu không ạ? Mà đối số bắt buộc phải là mảng. Rồi cũng tương tự như vậy, in count bằng cơ sở.get get count. Rồi. Cũng tương tự như vậy. Nếu như cái count này mà lớn không chứng tỏ nó có. Đúng không? Đúng ạ. Có thì return luôn anh này. Đó. Nếu cái này lớn không chứng tỏ là có duplicate, nếu nhỏ hơn hoặc bằng 0 tức là trả về false, nó không duplicate. Đúng ạ. Cái hàm này lưu ý nè, cái hàm này dùng cho chức năng đăng ký.
trước khi đăng ký thì các bạn phải check trước, xong rồi mới đăng ký được, à, nó không trùng. Ok, vậy thôi ạ. Vậy là mình xong được hàm WK. Rất đơn giản đúng không? Hàm tiếp theo nha các bạn. Hàm tiếp theo là đăng ký. Đăng ký bản chất là insert. Into. Đúng không? Thêm thôi, có gì đâu. Insert này thì quá thuộc rồi đúng không ạ? Ok không ạ? Đơn giản là câu lệnh insert thôi nha, không có gì hết. Đó, đăng ký. Đấy, hàm đăng ký. Rồi, cô copy nha. Nói thế chứ copy cho nó nhanh. Ôi nhưng mà cũng chả copy được mấy đâu. À, đăng ký thì nó cũng chả phải bullet nha các bạn. Public bullet. Nó mình trả về là đăng ký thành công hay không nhá. Để mình bật ra thông báo lỗi thôi. Ok. Là register. Đó, đối số truyền vào là mình truyền vào hẳn một cái user. À, mình đã có user chưa ạ? Chưa, đã có class model, model user chưa ạ? Chưa. Vậy trước khi làm cái đăng ký này, các bạn lưu ý cho cô, tức là làm hai chức năng này không cần, đúng không? Truyền vào hai cái số này không cần. À, nhưng mà tí nữa tôi sẽ chạy trả với các bạn cái hay lắm. Tí nữa tôi sẽ trả với một cái cho các bạn hay lắm. Tôi sẽ sửa lại cái hàm checklogin này nè. Tí nữa ta sẽ làm mặc. Thôi không sửa nữa, kệ nó. Tôi sẽ sửa ở ngoài. Định sửa vào đây nhưng mà thôi sửa ở ngoài. Rồi, vậy là ở model này các bạn thêm cho cô một cái user nè. Các bạn vào cái Java class nè. User nha, không có chữ S nha. Tại vì nó là thực thể. Thực thể thì là nó là đơn. Nó, cái này là mô tả một thực thể cho nên không có chữ S. Các bạn thấy là các bạn thiết kế database hay có chữ S đằng sau. Là nó là một bảng, nó có nhiều dòng đúng không ạ? Nhưng mà riêng cái class thực thể này là nó là class không có chữ S ha các bạn. Rồi, trong đấy các bạn sẽ có bao nhiêu trường ạ? Mình có trong DB Helper nè, mình sẽ có là một trường, hai trường, có ba trường hả? Sao ngắn gọn vậy? Rồi, ba trường này đều string hết nha các bạn. String nè, tên đăng nhập, mật khẩu và họ tên. Được chưa? Đây, string. Các bạn có thể viết liền. Tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên. Rồi, rồi các bạn tạo constructor cho nó. Cái này thì cô là tạo một constructor thôi, generate nè. Tạo một constructor thôi, tại vì nó không có cái ID từ tăng. Hiểu không ạ? Cô tạo một cái constructor này đủ dùng rồi. Và cô tạo getter setter cho nó. Generate ra getter setter này các bạn. Đó, ok. Quá dễ. Các bạn có thể để cái này là private. Tại sao để private? Tại vì là ba trường này là ba dữ liệu. Mà dữ liệu trong cái OP các bạn, trong lập trình hưởng đối tượng á, thì cái này nó bảo mật. Nó đóng gói, nó bao đóng á. Tính chất bao đóng của nó các bạn, nó bảo mật. Để private. Muốn truy xuất vào các cái dữ liệu này thì phải truy xuất thông qua các cái hàm. Get là lấy ra, set là gán. Get mình hay gọi là getter setter. Ok chưa? Đấy, lâu lâu đá mấy miếng vào cái OP để tôi ghi vào đầu các bạn cái khái niệm thế nào là OP nhá, lập trình hưởng đối tượng. Đấy, lâu lâu mình ghi một thứ, lâu lâu mình ghi một thứ, đúng không ạ? Chứ mà có mất thời để các bạn ngồi mà nói hết về cái OP các bạn là cực kỳ mất thời gian luôn. Ok, nó dài lắm, nó nhiều lắm, được chưa? Rồi mà đôi khi học nó ngán đó. Rồi, xong rồi, bây giờ mình qua cái down này. Ok, cái chỗ này nè các bạn. Register nè. Các bạn, đối số các bạn sẽ là một cái object user. Các bạn để item cũng được, để user cũng được ha. Tôi để item đi, các bạn để phân biệt. Có nhiều bạn là cô để là user, xong ở đây cũng có user mà chữ thường ấy. Thế các bạn không biết, các bạn viết chữ hoa. Xong bạn chấm một cái là nó trật. Hiểu không? Cái này là object nè. Còn cái này là class nè. Nhá, khác nhau. Ok, một số bạn bị cái lỗi đó.
Đấy, bạn nào mà cái dính của lỗi là cô ơi, sao em để static nữa thì nó không lỗi mà để bỏ static thì nó lỗi gì vân vân vân. Thì các bạn đang bị cái kiểu đó. Các bạn nhầm. Rồi ok. Rồi bây giờ nha, mình cũng db.helper à bằng helper chấm getDriver nha các bạn. Đây. Ghi, cho phép ghi. Rồi. À value đúng không ạ? Content value đúng không ạ? Content value value gắn bằng new content value. Rồi, value.put. Mình có 3 trường thôi, cái key các bạn lưu ý nè. Cái key này phải trùng với cái key trong database. Trong database của mình là tên đăng nhập. Thì ở đây các bạn cũng phải là để tên đăng nhập nhá. Phải item.get tên đăng nhập. Rồi, mình copy nha. Rồi. Rồi, mật khẩu và họ tên đúng không? Mật khẩu. Họ tên. Get mật khẩu. Get họ tên. Đó. Sau để các bạn trả về long row gán bằng hoặc là wrong ID gán bằng row ID đi ha. Row ID gán bằng db.insert. Nhớ tên bảng nó phải trùng với tên bên này nha. Các bạn sai chính tả cũng bị lỗi nè. Tốt nhất là gõ hay sai chính tả thì copy. Nun không có phép đối số column H. Để cái này là value. Rồi, if return gì đi ạ? Row ID khác mấy ạ? Khác -1. Nó sẽ trả về lỗi nếu bằng -1, cho nên là không lỗi nó sẽ khác -1. Ok? Là xong cái hàm đăng ký register. Ok. Vậy là mình xong được cái hàm đăng ký. Rồi tạm dừng cái. Cái gì Cường? Sợ Cường thật chứ. Lâu lâu nó rú cái. Rồi ok. Rồi bây giờ cô sẽ tạo cái giao diện nào. Thì cái main này là cô đang để đây, để dành đây đã, chứ làm gì cả. Cô sẽ tạo một cái trang login và trang register ha. Trang đăng nhập. Ok. Thì chỗ này cô sẽ tạo phía ngoài luôn. Nhá. New. Một cái class. À quên, cô new một cái activity. New một cái activity. Cô để là empty activity. Nhá. Cái này cô đặt nó là login. Ok. Các bạn nhớ để cho cô cái chữ activity phía sau. Tại vì sắp tới các bạn sẽ làm một cái gọi là fragment. Thì các bạn để phân biệt giữa activity và fragment ấy, thì các bạn để cái đuôi là activity, cái kia là đuôi để fragment. Ok chưa? Thì các bạn thấy cái cách đặt tên á, cách đặt tên của cô. Đó, là cô sẽ đặt như vậy. Đấy, các bạn để cái đuôi đằng sau để biết à mình đang dùng cái activity hay đang dùng cái fragment. Ok. Rồi. Thì ở đây mình thiết kế giao diện thì mình bấm vào giao diện nhá. Đây. Cái chỗ này là các bạn để nếu là cái giao diện của cái assignment ấy thì nó tương đối đơn giản đúng không? Đấy. Assignment này. Ồ, mưa hả? Không phải. Đây, cái login này các bạn để cái logo của Apple. À, các bạn mà muốn lấy cái logo chuẩn thì để cô gửi cho cái logo chuẩn. Sao lại? Sao lại sọc phong nhỉ? Nhớ cái gì?
custom. Đây. Cái này là đủ hết phông luôn. Các bạn đủ hết cái luôn, cái trắng, cái xanh, cái đỏ, cái vàng thì đủ hết luôn. Rồi. Các bạn lấy cái đấy về sửa phông nhé. Rồi ok. À, cô tạo là username, cái này cô để là email ha, password, và cái này cái login. Rồi các bạn làm cái sign up ở đây, cô làm cơ bản thôi. À, cái này mà làm nhanh thì các bạn dùng linear nó sẽ nhanh. Linear layout. Ok, nhớ là để cho cô cái orientation bằng vertical ha. Các bạn để cho cô một cái edit text để match parent. Cái này các bạn để drop content. Nhớ là để cái ID text email hoặc là edit text email. Email hint, nhắc cái nào một cái lời nhắc là enter email. Ok, rồi một cái edit text thứ hai các bạn để cho cô là password. Password. Và các bạn để tôi cái kiểu là cái gì ạ? Type cái gì ta? Text. Chọn chọn cái password mà có sao 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 là chọn cái thuộc tính gì mới ra nhỉ? Input, đúng rồi, input type. Để cái text password nhé. Ok. Được chưa? Rồi button nhé. Thêm một cái button đây. Match parent, wrap content luôn. Để là text là login. Text của nó để là login luôn đúng không? Rồi nhớ là ID nè. Là button login. Rồi xong ạ. Xong chưa? Đấy. Rồi gravity center vertical. Center horizontal. Nóng chiều hả? Gravity. Nó cài một cái layout gravity vertical. Rồi sao quắc. Thôi kệ nó đi. Thôi để đây đi, kệ nó đi. Lỡ rồi. Cho nó cắn giữa. Hoặc là các bạn để cái marine top. Hoặc là để cái marine top. Không, margin top, cái này là 50 dp. Đấy. Đấy. Cho nó đỡ sát thôi. Ok, kệ nó đi hả? Rồi padding 16 dp. Thực ra thấy nó không chỉnh chuẩn mình cũng khó chịu á. Rồi, thực ra là cái giao diện ấy làm nó thú vị lắm nhưng các bạn phải mất thời gian. Đấy, các bạn phải tỉ mỉ nhá. Ok. Chắc chắn luôn, muốn đẹp chỉ có tỉ mỉ thôi. Rồi ok, tiếp nha. Rồi xong cái này, bây giờ mình làm chức năng đăng nhập đúng không ạ?
Rồi có một cái edit text, nếu mà các bạn cho bấm vào sign in để bấm vào đăng ký thì các bạn nhảy vào đăng ký, đúng không ạ? Cái này là gì đấy ạ? Edit text hả? Text view hả? Text view hả? Rồi cái gì ạ? Match parent. Rồi wrap content. Rồi text. Tag là gì ạ? À? Đăng ký hả? Register. Sign up hả? Rồi. Decoration. Tag decoration. Tag. Tag. Tag decoration. Để gạch gạch dưới là tag gì ta? Bữa trước mình làm cái mà gạch chân là cái gì ta? Gạch chân á. Không thấy phong không phải phong phong tech tech align không phải tech color tech cap không phải tech car tech không phải direct rồi search là search trong Google cái ID nhá tech style hả tech style không phải bold italic chữ gạch chân đó rồi ID rồi button sign up ok rồi mình login trước nha login trước nè thì bây giờ các bạn qua code nha các bạn nghe nào ở bên này mình có 1, 2, 3, 4 cái view thì bên kia mình phải tham chiếu đến 4 cái view, tạo 4 cái biến và tham chiếu tới 4 cái view này để mình làm việc với nó, tương tác với nó, đúng không? Vào main à. Vậy thì mình có hai cái edit text. Edit text email và một cái edit text password. Một cái button. Button login và một cái text view sign up rồi mình tham chiếu tới nó edit text email gắn bằng file view byd error.id edit text email rồi copy thôi bốn cái. Rồi, cái này là password. Cái anh này cũng để password luôn. Anh này để là button login. Rồi, tech view sign up. Tech cái gì ta txt. Ủa cái sign up có đặt cái gì tự nhiên quên luôn á. À button sign up mình ghê chứ. Hay quá. Tech view sign up đi. Rồi. Rồi ok. Cái này các bạn cả đống này nè, các bạn gom nó ra một cái hàm. Được không? Tách nó ra một cái hàm cho gọn được không? Ctrl X nè. Tách ra một cái hàm đặt tên là private là void init initialize khởi tạo và gọi cái hàm init ở đây những cái gì khởi tạo là ghi hết vào đây. Đó. Cái này cơ bản là nó tách rồi cho nó gọn thôi nhá, không có ý nghĩa gì nhá, để code ở trong này nó gọn thôi. Rồi ok. Tiếp ha. Bây giờ cô sẽ click chuột vào cái button login này thì nó đúng không, nó sẽ check login đúng không ạ. Đấy ok, cô sẽ có là gì đấy ạ, button login chấm set on click listener new. Đấy rồi cô lấy được email và password string email bằng
edtech email chấm file getTech getTech chấm toString rồi string password cũng gắn bằng edtech password chấm cũng getTech chấm toString rồi xong mình gọi hàm thôi. Bây giờ mình gọi từ DAO. Ở đây các bạn có là user DAO. Được chưa? Đây, check login, mình gọi cái hàm check login. Vậy thì mình phải khởi tạo cái DAO đã nhá. Vậy thì mình sẽ có là gì đấy ạ? Đấy. If DAO khởi tạo DAO trước, tức là user DAO. DAO user DAO. Đây. Cô nhắc các bạn nè. Các bạn gặp một số bạn gặp cái lỗi này nè. Các bạn nhìn nhé. Các bạn gặp cái lỗi này nè. Cô gõ cái user DAO này là chữ hoa. Cái user DAO này là chữ thường. Hiểu không ạ? Thì nhiều bạn không biết. Các bạn dùng rồi dùng cái object này. Các bạn không dùng. Các bạn lấy đi dùng class. Nó gặp lỗi nha. Chỉ nè. Cô vẫn làm bình thường. Cái init khởi tạo cô đưa vào đây cũng được nhé, cô đưa vào dưới này cũng được, nhưng mà đưa vào trên cũng được nhé. User DAO gán bằng new user DAO. Đấy, truyền context vào, truyền context là login activity chấm dit. Đấy, ok, tức là cả cái gom cụm này các bạn biết trên này rồi, những cái gì khởi tạo cô để xuống ở đây rồi. Nhiều bạn dùng như này các bạn này. If cũng gõ giống nhưng mà sai một chữ. Các bạn gõ user DAO chấm. À các bạn chấm là hàm gì ạ? À check login. Các bạn gõ mà người ta, các bạn cũng không để cho người ta nhắc luôn. Các bạn truyền vào email và truyền vào password như bình thường. Và chỗ này các bạn bị lỗi. Bị lỗi thì lập tức nó có bóng đèn. Và bóng đèn này nhắc các bạn là phải khởi tạo cái check login này là static. Thế là các bạn bấm vào đây. Sang bên này nó chuyển thành static. Đúng chưa? Ừ. Đó là cái bóng đèn đấy. Bóng đèn nó nhắc được một phần thôi, nó không nhắc hết. Các bạn phải sáng suốt. Để nên nó lỗi. Các bạn bảo cô ơi em không để static thì bên này nó lỗi. Mà để static thì bên này nó lỗi. Cô giải thích cái lỗi nào. Giải thích tại sao lỗi. Tại sao nó nhắc static nhá, nghe nào. Cái này cũng liên quan đến khái niệm OP, khái niệm của Java luôn. Cái từ khóa static. Nghe nhá. Các bạn có hàm static, cũng có biến static. Thì những cái mà liên quan static á, thì bộ nhớ của nó là bộ nhớ stack tập trồng. Có nghĩa là khi các bạn tạo nó không, các bạn cứ hiểu nôm na là bộ nhớ tĩnh á, thì nó thực ra bản chất nó là bộ nhớ stack. Thì khi các bạn cập nhật cái dữ liệu, cập nhật cái thì nó cái sau nó sẽ đè đến cái trước, hiểu không ạ? Mỗi nó khởi tạo một lần thôi. Và các bạn cái biến mà static các bạn cũng có thể gọi là biến tổng cục, tại vì là tất cả các class đều nhìn thấy. Và khi gọi một cái hàm static hoặc cái một biến static á, thì các bạn chỉ cần lấy class chấm cái tên hàm là được. Đây, các bạn lấy tên class. Đâu rồi? Tên class nè. Đây là class đúng không? Chấm tên hàm là được. Không cần phải khởi tạo, có nghĩa là không cần phải có dòng này. Hiểu không ạ? Đấy. Không cần phải có dòng này. Không cần phải có dòng khởi tạo. Ok? Thì là dùng được. Cái này dùng tiền cho cái gì? Dùng tiền cho những cái hàm mà các bạn thường sử dụng nhiều lần. Ví dụ như là is empty hoặc cái gì đó các bạn bắt lỗi hay là gì đó đúng không? Cái hàm xử lý chung chung á, các bạn dùng rất là tiện. Các bạn thường dùng, các bạn có cái math chấm đúng không? Cái math. Thấy chưa? Thì bản thân các bạn không new cái math, mà bản thân các bạn lấy math chấm sqrt hay cái gì đó, các bạn chấm trực tiếp thôi luôn. Thì chẳng qua là cái hàm sqrt này là hàm đang để, cái method là đang để static. Các bạn lấy class chấm trực tiếp luôn. Đấy, các bạn dùng tốt nhất cho thư viện. Rồi,
Cô sẽ giải thích cái lỗi tiếp theo. Đấy nhá. Tại sao khi đổi cái này static thì tất cả những thứ trong này lỗi? Tại vì một cái hàm mà static nó chỉ gọi được biến static thôi. Có nghĩa là cái biến này nè phải đặt là static. Hiểu không ạ? Đấy, cái DB hopper này đặt là static thì nó lập tức nó hết lỗi. Thấy chưa? Cái DB này cũng đặt static thì nó cũng hết lỗi. Hiểu chưa? Đấy, tức là một hàm static nó chỉ gọi được các biến static thôi. Biến thường nó không gọi được. Biến ngoài á, nó không gọi được, thành ra nó bị lỗi. Ok không ạ? Và cô không dùng static là có lý do, tránh bị lỗi cho các bạn rối. Đúng không? Nếu như cô mà đổi static thì còn phải đổi một số thứ nữa. Đấy, cho nên chỗ này các bạn đang bị nhầm ở đây. Các bạn nhầm đây. Cái này không phải là user viết hoa đâu, mà cái này là cô đang để là user viết thường. Hiểu chưa? User viết thường là cái object nè. Nó là object. Object chấm cái method thì bình thường, method thường. Hiểu không ạ? Đấy. Thì để các bạn hiểu như vậy, tại sao các bạn gặp cái lỗi này, rất nhiều bạn bị vướng chỗ này. Là do đầu tiên là do các bạn nhầm nhá, do các bạn nhầm. Rồi nếu đăng nhập thành công thì các bạn thoát ra một cái thông báo lỗi là thông báo là đăng nhập thành công. Và các bạn sẽ nhảy sang cái activity main. Ví dụ cô sẽ để cái main này nè. Cô sẽ cho nó nhảy sang activity main nhá, chuyển sang main activity. Ok, đăng nhập thành công rồi thì chuyển sang main thì mình sẽ dùng cái intent gắn bằng new intent. Đối số thứ nhất là cái context, chính nó login activity.dit. Và đối số thứ hai chính cái class nó nhảy tới là main activity.class. Đúng không? Sau đấy các bạn mới là gì start activity, đưa cái intent vào là xong. Thấy chưa? Và nó nhảy sau này sang cái activity. Ok. Còn ngược lại nó đăng nhập thất bại thì các bạn báo lỗi, cũng toát ra một cái thông báo là đăng nhập cái thất bại được rồi. Mình có là gì đấy nhỉ? Username hoặc mật khẩu không đúng đúng không? Username, email hoặc mật khẩu sai. Mình chỉ báo là email hoặc mật khẩu sai thôi, chứ mình không báo là email sai hay mật khẩu sai nhé. Để tránh trường hợp vậy. Ok. Rồi. Vậy thôi các bạn. Vậy là mình thực hiện xong chức năng này rồi. Rồi mình chạy nha. Mình muốn chạy được cái này thì mình phải đổi một chút ở bên manifest ha các bạn. Vậy là cô sẽ lấy cái login này, cô đổi thế chỗ cho anh này. Rồi anh này cô thế chỗ cho anh này. Ok. Thế chỗ cho nhanh. Được chưa? Rồi run. Ok, bây giờ mình tiếp cái phần cái bắt lỗi. Cái phần này cũng hay, mà phần này các bạn cố làm xong các bạn có thể là biến tấu sang cái form khác nha. Thì ở đây có cái form là cô cho nhập email ha, email. Tức là nó phải thỏa mãn điều kiện thì khi đấy cô sẽ đổi ở trong cái DB helper này cái value của cô này. Cô sẽ không đổi cái này nữa mà cô đổi là amoc@gmail.com đi ha. .com. Cái này là amoc fpt.edu.vn, ví dụ như thế nhá. Như thế. Nhưng mà khi đổi database các bạn lưu ý nè. Đổi database phải làm gì đấy à? Đổi version nó mới chạy lại nhá. Đấy, đổi version thì nó chạy cái upgrade. On upgrade thì nó sẽ xóa toàn bộ và nó tạo lại. Thế thôi, đơn giản vậy thôi nhá. Mình đổi cái cho dữ liệu cho nó mịn. Rồi, ok, đến cái phần bắt lỗi nha. Thì mình quay lại cái login, mình bắt lỗi. Thì cô sẽ giải thích từ từ. Bây giờ mình có hai cái trường. Trường thứ nhất là email và password. Thì đầu tiên là mình phải đặt cho nó các quy ước.
như thế nào được gọi là lỗi, như thế nào được gọi là hợp lệ, đúng không? Đấy, mình phải đặt quy ước nha. Rồi, vậy các bạn nhìn vào đây ạ, cô sẽ nốt ra một xíu để các bạn nhìn nhé. Vậy thì mình sẽ làm trong cái đăng nhập nè. Thì mình sẽ làm một cái là cái này là giao diện đúng không? Thôi chức năng đi. Rồi bắt lỗi. Bắt lỗi mình gọi là validation form, cho form đăng nhập. Thì form đăng nhập mình có là một là cái email. Email thì mình phải định nghĩa thế nào là đúng và thế nào là sai. Thứ nhất là không được trống nè. Không được trống. Không được trống thì có nghĩa là trống là sai. Hai là cái nó phải thỏa mãn đúng định dạng của email. Đúng định dạng email. Vậy thì thế nào là đúng định dạng? Ví dụ như định dạng như thế này được gọi là đúng nè. it.hương.tta@gmail.com. Nghĩa là cái phần phía trước dấu amoc vẫn có thể có dấu chấm. Thì có nghĩa là như này sẽ sai. it.it là sai. Hiểu không? .hương.tt là sai. Đúng không? Amoc gì đó là cái này là sai. Hoặc là .hương.tt cũng sai. Hiểu không ạ? Tức là dấu chấm nó không đứng đơn lẻ một mình. Nó phải đứng theo cái cặp. Đúng không ạ? Hoặc là cái .hương.tt chấm cũng sai. Đúng không? Đấy, thì nó sẽ có những cái dạng sai rồi. Rồi dạng đúng nè. Hương TT 43 amoc.fe.edu.vn. Cô bỏ dấu chấm đằng sau đi. Rồi. Thôi, nó từ thêm dấu chấm mới được. Rồi. Vậy trường hợp này sẽ sai này. Hương TT 43 amoc có dấu chấm đằng sau là sai. Đúng không? Rồi, Hương TT 43 amoc. Rồi, fe.edu chấm là sai. Nó phải chấm chấm cái gì đó đằng sau. Cho nên là dấu chấm nó cũng không đơn lẻ bơ vơ một mình lơi vơ đằng sau được. Đúng không ạ? Đấy. Thì có những tình huống như thế là nó sai. Đó, vậy thì thế này, email như vậy là đúng. Rồi, ok, vậy mình coi mẫu cho password nè. Password thì thế nào là đúng ạ? Thứ nhất nó cũng không được để trống. Ok. Thứ hai, các bạn có muốn bắt cái gì không ạ? Tối thiểu 8 ký tự chẳng hạn. Hiểu không? Hả? À, cái đấy khó ạ. Cái đấy là cũng được. Nhưng mà nó làm được. Rồi, ok. Thích vậy đúng không? 8 ký tự. Tối thiểu 8 ký tự. Không, nó dễ không có. Tối thiểu 8 ký tự. Gồm đủ hết nha. Phải có gì đấy ạ? Chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Rồi, quá xa sợ luôn rồi. Được chưa? Nếu không có đủ 4 cái loại số này thì nó sai. Đúng không? Là sai đó. Là không cho nhập đó, đương nhiên. Đúng không? Tức là phải thỏa mãn. Thứ nhất là tối thiểu 8 ký tự. Gồm cả chữ hoa nè, chữ thường nè, số và ký tự đặc biệt. Ok không? Rồi. À. Rồi tiếp nha. Vậy thì bây giờ mình làm cái trống trước ha. Đó, làm cái trống trước. Ok. Rồi. À. Thì bây giờ cô sẽ viết một cái hàm validation ha. Hàm check trống đi ha. Đây. À. Khoan, cô viết trong xong cô tách hàm các bạn nhìn cho dễ. Đây, cô viết trong này cái nè. Xong cô tách hàm các bạn nhìn cho dễ nè. Nhìn nhá. Nếu như đây, cái này mà trống thì tôi sẽ không chạy cái hàm login. Hiểu không? Tức là cái này nó không thỏa mãn thì tôi sẽ không chạy cái hàm login. Tôi thỏa mãn điều kiện thì tôi mới chạy cái hàm login. Vậy là hàm login này chỉ được chạy khi nào mà cái điều kiện của tôi thỏa mãn thôi. Thỏa mãn có nghĩa là đáp ứng được cái điều kiện như thế này. Được chưa? Ok, bây giờ tôi sẽ làm cái trống trước nha.
Rồi. If nhìn nha, if email chấm, các bạn nên cắt hết cái dấu cách của nó đi, trim. Cái hàm trim là hàm cắt chuỗi, cắt dấu cách trước chuỗi và sau chuỗi, hiểu không ạ? Rồi chấm length, nếu độ dài của nó mà bằng không thì nó rộng, đúng không ạ? Đúng không ạ? Đó thì tốt ra một thông báo lỗi, các bạn là email không được rộng, email không được để trống. Ok rồi, ok, không làm gì cả, con ngược lại đấy, thì tôi bắt đầu tôi mới làm bởi anh này đấy nha. Nhìn cái logic nè, các bạn đi từ từ nha. Có nghĩa là nếu nó mà rỗng thì tôi bảo lỗi và không làm gì cả. Còn ngược lại nó không rỗng thì tôi bắt đầu tôi check. Được chưa? Rồi, tiếp tục nè. Vậy đó là email. Vậy password thì tôi sẽ để if. Thay email bằng password. Đúng không ạ? Đây, thay email bằng password. Đúng chưa? Nếu password mà len mà cũng bằng rỗng thì cũng yêu cầu là password không được để rỗng. Các bạn để ý là cô sẽ sửa cái code này nha. Cái code này để mua các bạn hiểu logic thôi. Từ từ tôi sẽ sửa nè. Rồi các bạn chạy thử lại nè. Nhìn nha. Đây. Cô để này, cô bấm thì nó báo là email không được để trống. Nó không làm gì cả. Rồi, cô để là tạm thời để là Hương TT @gmail đúng không? .com. Rồi cô bấm cái nữa, nó bảo là password không được để trống. Cô để password là 123 login vào. Rồi đăng nhập thành công. Đúng chưa? Hiểu bắt lỗi chưa? Thì cái kiểu bắt lỗi này là bắt lỗi sơ đẳng. Đúng ạ, dùng if else thôi. Bắt lỗi rất là sơ đẳng. Và cái kiểu này thì đang viết rất là rườm rà. Rất là rườm rà. Nhá. Cô sẽ viết ra một cái hàm khác. Cô tách cái này ra một cái hàm khác. Cô để một cái gọi là valid form. Is a valid form. Cô tách nó một cái hàm khác, đó là private boolean. Nó boolean là trả về là valid or not valid. Hiểu không ạ? Nếu valid hợp lệ thì tôi mới cho đăng nhập, không và không hợp lệ thì tôi không cho đăng nhập, đúng không? Ok. Vậy thì tôi để cái boolean. Đúng không ạ? Is valid form. Đấy, cô tách nó ra. Các bạn nhìn cách cô tách nha. Đây. Cô tách cái đống này ra. Đấy, cô Ctrl C. Các bạn cứ bình tĩnh nha, cô tách đúng cái đống này ra thôi. Đây. Thì cô truyền cái form, cô truyền vào cái gì? Hoặc là cô lấy thẳng trực tiếp luôn, hoặc cô truyền ha. Thì truyền cũng được. Ok. Truyền email vào. String email vào. Đó, string password vào. Đấy, truyền nó vào. Tôi bắt lỗi email và password, tôi truyền vào. Đấy. Tức là cách nhanh nhất là truyền. Ok. Rồi. Nếu anh này mà bằng rỗng thì có nghĩa là email không được để trống, và các bạn có nghĩa là nó đang sai, các bạn return phone cho cô. Đúng không? Rồi, cái này cô không cần eo nữa, cô để if thôi. If password rỗng, tôi cũng để như vậy. Cô cũng return phone luôn. Tại vì nó đang rỗng mà.
Đúng không? Rỗng là đang sai, cũng return phone luôn. Tức là các bạn bảo lỗi đồng thời các bạn return phone. Còn nếu nó không rơi vào đây thì có nghĩa các bạn return true. Đúng không? Có nghĩa là gì? Thay vì cô viết ở trên này, nhìn nha, cô viết ở trên này. If else. Nếu cái này nó gặp điều kiện này, nó rỗng thì tôi bảo lỗi. Sau đấy thì nó đã rơi vào if thì đương nhiên các cái else còn lại nó có rơi không ạ? Không. Không rơi vào các else còn lại có nghĩa là cái hàm check login có làm không ạ? Không làm. Đúng không? Rồi. À, vậy thì cô sẽ thay thế cả hai cái điều kiện này, cô thay thế bằng một cái hàm. Hàm này sẽ trả về true hoặc false. Nếu gặp trường hợp này lỗi, tôi thông báo lỗi và cô trả về là false. Trường hợp này nếu lỗi, gặp lỗi và cô trả về false. Còn nếu như nó không gặp lỗi thì cô sẽ trả về true. Vậy thì cô sẽ thay thế đây bằng một cái hàm if. Nhìn nha. Xóa luôn đi. If. Đây. If is valid form, truyền cái email và password vào đấy. Nếu hợp lệ thì đăng nhập. Thế thôi. Còn bảo lỗi là nó đã bảo dưới này các bạn rồi. Vậy nó sẽ là gì ạ? Nếu mà hợp lệ, valid form trả về true thì tôi sẽ đăng nhập. Còn nếu như mà trả về phone thì nó sẽ rơi vào từng tình huống. Nếu cái này nó cũng return phone, nếu cái này nó cũng return phone. Ok không? Rồi, test nha. Test lại nè. Ok. Đấy, tức là cách các bạn đi từ cái code, các bạn tách cái hàm cho nó hợp lý ha. Đây, phường tt amoc@gmail.com. Rồi, 123. À quên, mình đang bắt lỗi mà. Đấy, để trống password nè. Nó bảo lỗi là password rỗng, nó thấy không? Đấy, để trống email, nó bảo lỗi email. Bây giờ không để trống nó sẽ hết lỗi, nó chạy vào đây đúng không? Ok, có cái này test cái password thôi. Đó, thì email nó tương tự. Ok, vậy là cái bất lỗi này nó vẫn chưa ok lắm đâu. Ok, còn tách được nữa nha. Nhưng mà từ từ, tách sợ các bạn rối á. Rồi, bây giờ mình thêm một cái bất lỗi là email. Đúng không? Email phải đặt chuẩn. À đúng rồi. Email các bạn phải gì đấy ạ? Đúng định dạng đúng không? Rồi. Thực ra các bạn mà muốn làm cái này các bạn phải học cái mẫu, cái pattern nhá. Cái mẫu. Mà cái mẫu này là nó là một cái câu chuyện rất là dài. Ok. À, nếu như ngày xưa các bạn bắt lỗi mà email á, bình thường các bạn dùng code if else á thì nó cỡ khoảng từ 50 đến 100 dòng. Bây giờ nó thu còn lại khoảng 3-4 dòng thôi. Thì các bạn phải biết là cái giá phải trả từ cái rút lại từ cả trăm dòng xuống 3-4 dòng á, thì các bạn phải thuộc cái mẫu. Thì để cách để các bạn thuộc cái mẫu thì các bạn lên đấy các bạn đọc nè. Register, quên, regular pattern hoặc là regular expression in Java. Java. Search cái này nhá. In Java. Đây, Java regular expression, JavaScript tương tự. JavaScript tương tự. Hoặc là coi ở trong Kotlin cũng được, nhưng mà Kotlin là một trang đọc cũng rất là hay. Đây. Kotlin là của FPT. Ok. Đây, regular nè. Nghe nha, nó có các cái phương thức nè. Compile nè, matcher nè. Đúng không? Matcher tạo một matcher khớp với đầu vào cho mẫu nè. Đúng không? Matches nè, boolean nè, nó trả về true hoặc false nè, khớp hay không khớp nè. Đúng không? String nè, regex nè. Đấy. Ok. Đấy, đây là cái mẫu này các bạn. Cái mẫu này nó dài lắm. Mẫu này cô không có thời gian để cô giảng từng mẫu đâu. Đúng không? Rồi, cô không có giảng thời gian để giảng từng mẫu đâu. Ok. Bây giờ đầu tiên là cô phải tạo một cái mẫu. À, cái này là test, cái này là cái nó kệ nó đi. Nó đầu tiên là cô phải tạo từng mẫu. Xong đấy cô phải cái chuỗi cô phải match chịt với cái mẫu đấy. Cái mẫu có khớp với cái mẫu hay không?
Nếu khớp mẫu thì nó bảo ok. Bây giờ cô quan trọng là cô phải tạo cái mẫu. Ok. Bây giờ cô tạo cái mẫu nha. Email nào. Tạo mẫu, tạo pattern. Email. À, string pattern thì đơn giản là nó là một chuỗi thôi, bằng. Rồi. À, string là pattern str đi ha, cô để str đi, pattern bằng. Rồi nhìn nhé. Cái mẫu của cô là trong Java thì mẫu của nó là như này các bạn nhé. Email nào. Cái đây, cái chữ nào, cái sẹt W nào, tương đương với sẹt W nào. Tương đương với là chữ cái A tới Z nè. Tương đương với A hoa tới Z hoa nè. Dấu xíp gạch nè. Rồi số từ 0 tới 9 nè. Nếu như các bạn muốn là số chữ, cái đầu này chỉ có chữ không có số, hoặc là cả số cả chữ, thì các bạn để W. Ok. Có số luôn, có xíp gạch luôn. Vậy thì sau cái cụm này nó sẽ là dấu chấm. Vậy cụm để gom nhóm thì cô để dấu mốc tròn. Nhìn nha. Để gom nhóm cô sẽ để dấu mốc tròn. Rồi sẹt W. Rồi, nó xuất hiện bao nhiêu lần? Ít nhất là 2 lần, còn nhiều nhất bao nhiêu lần tùy tôi không biết. Vậy cái sẹt W này ít nhất là 2 lần, còn nhiều nhất bao nhiêu cũng được, tôi để như này. Các bạn, cô tự làm thôi các bạn, về nhà nghiên cứu sau nhé. Sau đấy cô sẽ có sẹt chấm. Tại sao lại sẹt chấm? Bởi vì dấu chấm này của nó là dấu đặc biệt, cho nên cô phải để sẹt chấm để xuất ra cái dấu chấm. Rồi, sau đó thì đến cái chữ hương TT này, hoặc hương TT43 này nè, thì nó vẫn tương tự như vậy. Vậy là cô sẽ để là sau cái cụm này, cô không được để dấu cách nha, để dấu cách nó coi đó là một ký tự nha. Viết liền không có dấu cách. Thì ở đây các bạn là sẹt W cái nữa. Xuất hiện bao nhiêu lần tùy các bạn, 2 đến N lần là cô xuất hiện như vậy. Sau đấy là điền dấu âm móc. Sau âm móc sẽ là ký tự hoặc số. Ví dụ như là FE rồi FE23 rồi bao nhiêu đó, F88 gì đó. Tức là nó từ 2 đến N ký tự. Và nó cũng có cả chữ cả số. Thì vậy tôi sẽ là có gì đấy ạ? Sẹt W. Đó, xuất hiện là 2 đến bao nhiêu ký tự cũng được. Đó. Rồi đến cái cụm này. Cụm Gmail này nè các bạn. Đây, Gmail. Xong đến .com hoặc .edu.vn. Thì cô cũng tạo một cụm như vậy. Tạo một cụm như vậy. Và cái cụm này phải có dấu chấm đằng trước, chính xác, dấu chấm đằng trước, sẹt chấm, đúng không? Sau cái này cô để chữ, chắc chắn là nó cái chữ này xuất hiện 2 hoặc 3 lần thôi, chữ nha, chữ, và nó không có số, không có xíp gạch. Cái miền này nè, .com.vn này này, nó xuất hiện 2 hoặc 3 lần. Vậy để chữ không thì cô bắt buộc phải để từ A tới Z hoặc từ A hoa tới Z hoa. Đấy là quy ước là chữ không. Và nó xuất hiện 2 hoặc 3 lần. Đó là được một cụm. Và cả cụm này xuất hiện 1 hoặc 2 lần. Vậy là tôi đã xong được một cái pattern, một cái mẫu. À, các bạn bảo làm sao cô nhớ. Làm nhiều nên nhớ. Thế thôi. Thiệt luôn á. Nói thật không có gì giỏi á. Làm nhiều nhớ. Nói các bạn đừng cười, cười nói sự thật nhá. Đấy. Cho nên các bạn tự tin đi, làm nhiều đi, chứ không có gì hết. Rồi, bây giờ mình if nha. Mình cũng if đi ha. If email.matches với cái pattern str. Nếu nó match nghĩa là đúng. Còn không match có nghĩa là phủ định của nó, đúng các bạn? Đấy, không match là phủ định của nó. Thì các bạn cũng tót ra một cái thông báo email không đúng định dạng. Đây, email không đúng định dạng. Đấy. Rồi. Ok, vậy mình test lại nè. Trường hợp email không đúng định dạng nhá, nó cũng sai thì nó cũng return phone thôi. Rồi chạy nè. Đấy, quan trọng nhất là về học cái mẫu này. Ok. Vậy thì cái password về học cái mẫu được không ạ? Về làm như có cái password nhá, học cái mẫu để làm password. Bây giờ nè. Bây giờ bấm một cái nè, nó báo là email không được để trống đúng không? Rồi. Bây giờ cô để là ABC gì đó. Rồi nó báo nè. Email không đúng định dạng đúng không? Thấy chưa? Rồi cô nhập đúng nè. Hương tta@gmail.com. Đây. Nó không báo email. À, ôi chà. Sao lại email không đúng định dạng ta?
À, cái cùng này có hoặc không có. Cái IT để có không có, chứ cái cùng đâu có thể có không có thì để là dấu chấm. Để dấu chấm hỏi. Có cũng được, không có cũng được. Hiểu không ạ? Hiểu không? Rồi, chạy nè. Thêm dấu chấm hỏi nữa, tại vì khi nãy cô để quên test lại trường hợp để IT là nó đúng. Hiểu không? Rồi lại nè. Chụp đi. Đây, Phương TT nè, amoc@gmail. Com nè. Rồi, cô gì? Password không được để trống thấy chưa? Đấy, tại vì cái cùng đây nè, cùng này có thể xuất hiện hoặc không xuất hiện thì để dấu chấm hỏi sau cùng nhá, sau dấu mốc tròn đó. Đó, vậy thôi. Về password 123. Login thành công. Xong rồi. Nha. Rồi, chúc các bạn vui vẻ. Chúng ta kết thúc ở đây nha.